bận nhà chồng. Phim khá đẹp, phim khá đẹp, rồi ra quay phim. Gớm quay phim. Đó chưa gì hết nè, nửa hủ rồi. Châu bò hay gì đi? Anh lo hả? Quen hay sao á, mình dứt miếng vô là như anh mà là vô cái là như em vậy đó. Cái clip mà hiện uống kem nha. À. Để em gửi cho CEO kem hay là kem. Ủa chứ đóng mời, giờ đóng quảng cáo. Em không biết đâu mời luôn. Đóng quảng cáo chứ em đi. AVAP không có nhiều khi là mời hỏi ngại mình đi làm cái tour. Một cái tour marketing cho Heineken sao? Nếu mà không được làm nhân viên cũng được làm nhân viên setup đúng không? Đúng rồi. Chẳng hạn như cái cảnh mà bị cấm. Wow. Anh thích chùm bịch xốp chợ Bình Điền tại chợ 5kg cua. Má ghê thiệt. Anh liên camera qua bên anh đứng đây. Đây là anh đứng đây. Và cuối cùng đây là anh. Thật ra thì anh cua quá đáng. Đã không nắng rồi. Máy là 10 kia rồi. Bây giờ tôi đã mang 10 kia. Thế chứ là
Trong đêm một bàn chân vương và xíu lang thang trên đường. Hay quá. Buồn nhỏ của em. Em rất buồn vì em không biết đi đi về đâu. Cuộc sống mù say chỉ làm em trong cơn đói từng ngày. Vì em không cha, vì em đã mất mẹ, thương đau vẫn là đau thương. Em mơ một vì sao sáng dâng lối em trên đường đời. Dù biết rằng chỉ là giấc mơ đã lâu rồi, em đã không không có tình thương. Ai 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 cũng đều vui bên mẹ chân, giọt lệ em tuôn rơi hòa tan với nỗi buồn. Bước đi trong chiều mưa. Lòng nhân ái của con người. Ok, hát bây giờ hát đã. Bây giờ nó phê đúng 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 ngon luôn á. Bây giờ đúng là đúng đúng bài luôn á. Giàu. Tại vì á mình chưa quá xịn và mình đang vui. Không phải như vậy đúng không? Ở đây hát như vậy đang chạy như đâu đó cái hát. Mà có mấy đứa cần cho là sạch đồ ở trên mày. Nó phê nó vui lắm. Rồi để đằng này giảm chồng lại. What have you been sitting there and thinking all this time? Oh, oh, oh. What's your mind?